Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 31 tháng 5 năm 2018. Anton kính chào quý vị. Chủ tịch Việt Nam sang Nhật thăm cấp nhà nước. Quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ca sĩ Mai Khôi được trao giải thưởng nhân quyền. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và phu nhân Nguyễn Thị Hiền đã được Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đón tiếp khi họ đến dự quốc yến ở Hoàng Cung tại Tokyo hôm 30 tháng 5. Nhà lãnh đạo Việt Nam đang có mặt ở Nhật Bản trong chuyến thăm chính thức 5 ngày. Sau lễ đón chính thức, ông Quang có cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và sau đó dự lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nhật Bản là nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất của Việt Nam và cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai, là đối tác du lịch lớn thứ ba và là đối tác thương mại lớn thứ tư. Đến cuối quý 1 năm nay, Nhật Bản đã có hơn 3.600 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn đăng ký vượt mức 450 tỷ đô la. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 8,7 tỷ đô la trong quý đầu năm nay, tăng đáng kinh ngạc 15,7% so với một năm trước. Nhật Bản và Việt Nam là hai thành viên của CPTPP, một hiệp định thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương có 11 thành viên được ký kết hồi tháng 3. Ông Trần Hy, quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 29 tháng 5, kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam tăng cường đoàn kết và hợp tác. Ông Trần, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản, đã phát biểu như vậy trong cuộc họp với đoàn của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương dẫn đầu. Ông Trần nói Trung Quốc và Việt Nam đã tăng cường hợp tác song phương toàn diện hữu nghị dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông kêu gọi cả hai đảng Cộng sản thực hiện những điểm đồng thuận quan trọng mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được, tăng cường tình đoàn kết và hợp tác và cùng nhau đối phó với những thách thức. Ông Nguyễn Xuân Thắng nói Việt Nam hy vọng sẽ học hỏi từ kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc quản trị đảng và đất nước để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Hôm 30 tháng 5, Mai Khôi, nữ ca sĩ bất đồng chính kiến của Việt Nam, được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Havel 2018 tại thủ đô Oslo của Na Uy. Tổ chức Quỹ Nhân quyền HRF đã chính thức vinh danh và trao giải Nhân quyền Quốc tế Havel 2018 cho ngôi sao nhạc pop Việt Nam và là người ủng hộ dân chủ Đỗ Nguyễn Mai Khôi. Giải thưởng quốc tế Vaclav Havel năm 2018 dành cho những người bất đồng chính kiến sáng tạo. Trong một thông cáo hôm 27 tháng 5, HRF cho biết đã từng trì hoãn thông báo trao giải vì sợ rằng chính phủ Việt Nam sẽ cấm Mai Khôi xuất cảnh do những hoạt động ủng hộ dân chủ của cô. Ông Thor Halvorsen, chủ tịch của Hội đồng Giải thưởng Havel, nói trong một thông cáo rằng Mai Khôi rất xuất sắc trong cam kết của mình đối với nhân quyền. Thông qua âm nhạc và các hoạt động của mình, cô đã đặt các quyền tự do dân sự và dân chủ lên đầu trong tranh luận công chúng tại Việt Nam. HRF nhận định Mai Khôi là một nghệ sĩ dũng cảm, độc lập, người đang định hình tranh luận công chúng ở Việt Nam. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Kinh thành Huế hay Thượng Hóa Kinh Thành là một quần thể cung điện, thành và các lầu các ở cố đô Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, từ năm 1802 đến khi thoái vị vào năm 1945. Hiện nay, Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nơi đây được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ năm 1805 và hoàn thành vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Kinh thành Huế có 3 vòng thành, lần lượt là Kinh thành, Hoàng thành và Tự Cấm thành. Qua thời gian, những gì còn lại của Kinh thành là một ít đổ nát, một ít lưu giữ được và một ít cần phục chế. Ấn tượng với lại những cái cột gỗ và những cái bàn thờ của các vị vua bây giờ vẫn mang lại cho mình những cái dấu ấn mà theo như em thấy là còn y nguyên luôn và giữ rất là hay. Đây là lần thứ hai mình trở lại đây mình tham quan kinh thành Huế, nhưng mà mỗi một lần hình như cái cảm xúc của mình rất lạ, bởi vì có nhiều lớp văn hóa quá, cứ
mình đã trở lại và mình đi tất cả những khu vực, mà mỗi một khu vực có những kiến trúc lại khác, quá khác nhau. Cho nên gần như là khi việc đi đó làm cho mình rất là thích thú đến khu vực này. Thành có hào sâu, cắm những cây trong tre xen kẽ với hoa sen trắng để vừa trang trí cho hoàng cung, vừa đề phòng những thích khách từ bên ngoài. Ngoài tự cấm thành là nơi nhà vua ở, thành còn có khu vực của các hoàng thái hậu, hoàng hậu và khu của thái hoàng thái hậu, tức bà nội của nhà vua. Họ ở đây cho đến lúc qua đời. Hầu hết phụ nữ khi vào thành thì ở đó cho đến lúc chết, không được bước sang khu vực nhà vua ở, thậm chí không được ra khỏi khu vực quy định. Tất cả những khu cấm kỵ này là những điểm tham quan, khám phá đầy hấp dẫn của du khách. Tôi nghĩ rằng mọi thứ ở kinh thành này đều rất đẹp, và con người ở đây cũng rất thân thiện. Dường như trên môi họ luôn luôn nở nụ cười. Điểm nhấn về kinh tế, chính trị của kinh thành nằm ở Sơn Thế Miếu, nơi thờ các vua. Nơi đây có cựu đình, tức là 9 đình đồng của các đời vua để lại. Mỗi đình đồng có những hình vẽ mô phỏng đặc sản và văn hóa vùng miền. Trong đó vẽ cả bản đồ quốc gia và cả những chiến thuyền của binh đội Hoàng Sa trên biển Đông. Hình ảnh như một sự vinh danh và tưởng nhớ công ơn những người đã giữ biển đảo quốc gia. Giá vé thì là giá vé dành cho người Việt 150.000. Tôi nghĩ là cũng hợp lý, bởi vì thật sự ra cần phải có một cái nguồn rất là lớn để có cái kinh phí bảo tồn cho cái khu vực này. Có lẽ Huế làm khá tốt, bởi vì có nhiều nơi thì đang được trùng tu và có những nơi mà cố giữ, mặc dù nó chỉ là những cái bức thành rất là hoang sơ và còn đổ nát đấy, nhưng mà người ta vẫn giữ lại. Đấy là một điều rất là tốt mà tôi thấy khách nước ngoài và họ cũng rất trân trọng, họ đến những nơi đấy họ tìm hiểu thêm về những, ngoài những gì mà họ được nhìn thấy. Tôi hy vọng sẽ trở lại đây vào năm tới hoặc thời gian tới. Thời gian đọc trên mái ngói lưu ly tưởng chừng không bao giờ vỡ nát, những gì còn sót lại cho đến ngày nay như một minh chứng về sự bất toàn của những triều đại tưởng chừng như vĩnh cửu, và điêu tàn là một điều khó tránh. Trước khi qua đời, thi sĩ Bùi Giáng từng nói, trẫm sẽ ăn 2.000 tô mì quảng rồi mới chết. Không biết tô mì Phú Chiêm của các chị, các mẹ ngon và hấp dẫn đến độ nào mà ám ảnh lão niên thi sĩ đến vậy. Có lẽ nói tới mì Phú Chiêm phải nhắc đến dầu phụng Gò Nổi, rau sống bắp chuối, ớt xanh, tôm đồng, thịt heo ba rọi, đậu rang, bánh tráng và chút màu tự nhiên chế biến từ trái gấc, cùng tấm lòng thơm thảo của vùng quê nghèo xứ Quảng chịu thương chịu khó. Khó dạy nám nhung mì, chuẩn bị soạn gánh, lúc nào là năm rủi gánh đi, nấu nước. Nói chung là mì Quảng thì đây là dân xứ Quảng thì mì Quảng là món ăn đặc biệt rồi. Một tô mì Phú Chiêm ngon thường được nêm nếm theo cảm thức của người nấu. Chính vì kiểu nêm nếm không theo bất kỳ công thức nào cả này, mà mì Phú Chiêm biến thể theo nhiều kiểu và có nhiều vị khác nhau, mặc dù vẫn chung một vị gốc là nước cua và trứng. Tôm thịt trứng đầy đủ hay là còn có nguyên chất, nguyên liệu của hán đầy đủ là vị. Nôn là cũng có là đạo rồi ra hành rồi sạch sẽ ngon lành, bưng qua mới thấy tô mì hấp dẫn. Nhưng mà một khi mà đã nát một cái tô mì mình để cho họ ăn được, một cách còn họ ăn được á, là không phải có cái hầu của mình đâu. Mì Phú Chiêm còn một điểm đặc biệt nữa là ngoài các quán còn các gánh, thực khách có thể ngồi bên lề đường, vệ cỏ, cũng ăn tô mì của chị Mì Gánh. Chị bán mì bỏ một chiếc bếp vào đầu gióng, đầu còn lại là một chiếc thúng chứa mì. Bên trên chiếc thúng đặt chiếc mâm có rổ rau sống, bịch bánh tráng bẹ nhỏ, bịch đậu phụng rang và các loại gia vị, một ít ớt xanh và chanh thái miếng. Mì nhà quê ít nhỏ quá, cho nên không bón được, phải ở đây chỗ khó bón. Từ nhà ra bánh điện là hơi vàng là 10 cái số, bình quân là một ngày là hơi tam, đủ sống. Chừng 5 giờ sáng, người bán mì gánh bắt đầu hành trình của mình qua những con đường cọ mọc quanh co, qua những con đường bê tông, ra đường Cái Quan, ra thị trấn rồi lại trở về. Kết thúc một ngày với thánh thót mồ hôi, tiếng rao, những nụ cười quen và một chút nhọc nhằn riêng chung của xứ nắng mưa làm bạn con người. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho tàu di chuyển gần các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp Trung Quốc liên tục phàn nàn về các hoạt động này. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói, tàu Mỹ chấp hành luật tự do hàng hải và chỉ mỗi Trung Quốc là khó chịu về chuyện này. Tuần trước, ngũ giác đài không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hàng hải quốc tế RIMPAC sẽ diễn ra trong năm nay
viện lý do Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo trên Biển Đông. Bộ trưởng Mattis phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015 tại cuộc gặp ở Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc đã hứa sẽ không quân sự hóa quần đảo Trường Sa. Tháng rồi, chúng ta thấy họ lại quân sự hóa, đưa vũ khí tới những nơi chưa từng được đưa tới trước đây. Biển Đông dự kiến sẽ là trọng tâm chính trong tuần này khi Bộ trưởng Mattis tới Singapore dự đối thoại Shangri-La, cuộc họp thường niên giữa lãnh đạo quốc phòng châu Á và các lãnh đạo khác. Hải quân Hoa Kỳ xem hành động của tàu chiến Trung Quốc cảnh báo hai tàu của Hải quân Hoa Kỳ rời khỏi quần đảo Hoàng Sa cuối tuần qua là an toàn nhưng không chuyên nghiệp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Higgins và tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam của Mỹ đã tiến vào vùng biển ở quần đảo Hoàng Sa mà không có phép của chính phủ Trung Quốc và rằng Trung Quốc đã ngay lập tức cử tàu chiến đi xác minh và kiểm tra các tàu của Mỹ theo luật và cảnh báo họ phải rời đi. Quân đội Mỹ không bình luận chi tiết về hoạt động tự do hàng hải nhằm khẳng định quyền di chuyển và vận hành của Hải quân Hoa Kỳ trong bất kỳ khu vực nào được coi là hợp pháp theo luật quốc tế. Trước đây trong tháng, Trung Quốc đã đáp oanh tạc cơ có khả năng mang vũ khí hạt nhân lên căn cứ chính của nước này tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad loan báo công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia sẽ tái tục nếu có được bằng chứng mới về tung tích của chiếc phi cơ xấu số. Trước đó một ngày, công ty tư nhân Ocean Infinity của Mỹ cho biết đã dò tìm 112.000 km2 dưới đáy đại dương nhưng không tìm thấy được gì kể từ khi tái tục cuộc tìm kiếm từ tháng Giêng năm nay. Thủ tướng Mahathir phát biểu, chúng ta đã tiến hành chương trình tìm kiếm quy mô trên cả thế giới, chưa tìm ra bằng chứng gì cả. Cho nên, đã tới lúc không thể tiếp tục tìm kiếm cái mà chúng ta không thể tìm ra. Nếu bất kỳ ai có thông tin gì, chúng tôi sẽ cân nhắc chuyện tái tục tìm kiếm. Nhưng tại thời điểm này, chúng tôi phải ngừng công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, một số thân nhân của 239 người trên chuyến bay xấu số từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh tin rằng vẫn còn nhiều việc có thể làm. Australia, Malaysia và Trung Quốc nhất trí rằng có thể tái tục một cuộc tìm kiếm chính thức nếu có bằng chứng khả tín về địa điểm chiếc máy bay. Bão Maria giết chết hơn 4.600 người ở Puerto Rico hồi năm ngoái, cao hơn gấp 70 lần số thống kê chính thức của chính phủ Mỹ là 64 nhân mạng, theo một khảo sát mới. Kết luận được dựa trên cuộc nghiên cứu đăng tải trên tạp chí New England sau khi khảo sát hàng ngàn cư dân Puerto Rico. Đáp ứng khẩn cấp của chính phủ Mỹ trong trận bão này bị chỉ trích và Tổng thống Donald Trump bị quy lỗi khi phần lớn vùng lãnh thổ của Mỹ này bị cúp điện nhiều tháng dài. Các nhà nghiên cứu cho biết số ước tính mới đưa ra có thể còn quá thấp và chưa phản ánh đúng sự thiếu quan tâm của chính phủ Mỹ đối với cơ sở hạ tầng già cỗi của Puerto Rico. Ngoài số tử vong, bão Maria còn để lại thiệt hại tới 90 tỷ đô la cho Puerto Rico. Hơn 8 tháng sau bão, tốc độ phục hồi của vùng đất này vẫn còn rất chậm chạp. Theo những dòng người nhập cư đến Mỹ, những khu dân cư của người thiểu số cũng mọc lên như nấm từ bờ đông sang bờ tây. Little Havana tại Miami, Greektown tại Chicago, India Square tại Jersey City, Little Persia tại Los Angeles, cũng như hàng loạt những Chinatown và Little Italy tại nhiều thành phố của Hoa Kỳ. Chúng đã trở thành một niềm tự hào cũng như minh chứng cho sự hồi sinh của nền kinh tế. Những người dân tị nạn Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi bộ mặt cả một khu vực tại Istanbul. Tuy nhiên, sự khác biệt văn hóa giữa những người mới đến và dân Turk bản địa và sự cạnh tranh kinh doanh ngày một khốc liệt đã gây ra nhiều căng thẳng trong thành phố, theo báo cáo của nhóm khủng hoảng quốc tế. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Phố Ziyaruh giờ được biết đến với cái tên phố Aleppo. Nằm trong quận Sultanbeyli của Istanbul, rất nhiều cửa hiệu của người Syria tọa lạc trên con phố này. Những doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh người Syria, những người phải chạy trốn khỏi quê hương, đã tìm thấy một mảnh đất mới để lập nghiệp. Quê gốc tại Aleppo, Muhammad Hala đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014, mở một cửa hàng bán quần áo tại Sultanbeyli hơn một năm về trước. Chúng tôi không gặp vấn đề gì với người Turk. Chúng tôi đều là tín đồ Hồi giáo, đều là anh em. Tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với những người hàng xóm của mình. Thổ Nhĩ Kỳ giống như quê hương của chúng tôi vậy. Anh cho biết những doanh nghiệp người Thổ đã chuyển đến những nơi có nhiều khách bộ hành hơn, để lại những cửa tiệm cũ cho người Syria.
Tuy nhiên, Eraslan Aydin, chủ một tiệm sửa TV suốt 17 năm nay cho biết ông không có nhiều sự lựa chọn. Ông đã phải nhượng lại cửa tiệm cho một người Syria bởi công việc kinh doanh ngày càng đi xuống. Cái cửa hàng đằng sau lưng tôi từng thuộc sở hữu của tôi, nhưng giờ nó nằm trong tay người Syria. Tại sao à? Vì tôi phá sản. Kể từ khi nơi này trở thành phố Halep, khách Thổ Nhĩ Kỳ không còn đến đây mua sắm nữa. Và khi chúng tôi mất lượng khách này, đồng nghĩa với dẹp tiệm. Thợ cắt tóc Osman Oz đồng tình với ý kiến này. Công việc làm ăn của dân Syria hầu như chả có lợi gì cho chúng tôi. Nó thậm chí còn ảnh hưởng rất tệ. Chi phí lớn nhất của chúng tôi là thuê mặt bằng. Giờ đây tiền thuê tăng vọt do nhu cầu tăng. Chủ cho thuê lợi dụng điều đó tăng gấp đôi tiền thuê nhà. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh khác cũng là người Thổ Nhĩ Kỳ nói họ hoan nghênh người Syria đến sống trong cộng đồng của họ. Chúng tôi chẳng có vấn đề gì với người Syria cả. Ngược lại, khu phố chính của chúng tôi trở nên nhộn nhịp hơn nhờ vào việc người Syria làm ăn buôn bán tại đây. Ít nhất là họ có thể kiếm sống. 2-3 năm trước đây, khu phố này như vùng đất chết. Lúc đầu rất nhiều cửa hàng bỏ trống. Nhưng khi người Syria đến, tiền thuê nhà tăng vọt. Điều này có lợi cho giới chủ nhà. Bản thân tôi cũng thuê một người tị nạn gốc Syria trong suốt 3 năm qua. Nhân viên của ông, anh Mahmoud Abu Mohamed cho biết, anh cùng gia đình rời Syria vào năm 2013 để tránh cuộc chiến. Tôi rất vui được làm việc tại đây. Tôi phụ giúp cha mình kiếm thêm thu nhập. Cho đến khi hòa bình lập lại tại Syria và những người dân tị nạn cảm thấy an toàn khi trở về, thì khu phố Aleppo tại Thổ Nhĩ Kỳ này vẫn là nơi mà người tị nạn Syria xem là nhà. Các chuỗi cửa hàng tạp hóa tại Mỹ đang lao vào cuộc chiến khốc liệt nhằm giành giật khách hàng, những người thường xuyên có nhu cầu về dịch vụ giao hàng tận nhà. Công nghệ tự động hóa đang dần dần trở thành một lợi thế cạnh tranh, trong khi gã khổng lồ bán lẻ giao hàng qua dịch vụ thư tín Amazon gây chấn động ngành siêu thị sau khi mua lại Whole Foods, nhà bán lẻ thực phẩm lớn thứ hai nước Mỹ, thì nhà phân phối hàng tiêu dùng Kroger đáp trả bằng cách bắt tay với một siêu thị điện tử của Anh, vốn được biết đến với công nghệ nhà kho tiên tiến. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Đầu tiên, những nhà máy sản xuất ô tô đi tiên phong trong việc ứng dụng robot vào trong dây chuyền sản xuất để tăng năng suất. Sau đó, các nhà bán lẻ cũng bắt đầu tự động hóa hệ thống kho bãi để tăng tốc quá trình giao hàng qua thư tín. Nhân viên của họ không còn cần phải đi bộ hàng cây số mỗi ngày chỉ để lấy hàng từ trên giá rồi đóng gói. Giờ đây, robot có thể phân loại và xác định vị trí của từng món đồ nhanh và hiệu quả hơn, giúp cho việc giao hàng trong ngày trở nên khả thi. Nhận thấy một thị trường khổng lồ mới đang mở ra, các nhà bán lẻ hùng mạnh của Mỹ, Kroger, đã quyết định hợp tác với siêu thị ảo Ocado của Anh, thương hiệu sở hữu một trong những chuỗi kho bãi tự động hóa tiên tiến nhất tại châu Âu. Nhà bình luận về đầu tư Gary White nói sự hợp tác này sẽ giúp tăng cường khả năng tài chính của Ocado, đồng thời rút ngắn thời gian giao hàng của Kroger. Thương vụ này có thể đưa cả hai bên lên một tầm cao mới. Vấn đề lớn của Ocado chính là lợi nhuận. Công ty này hiếm khi có lãi kể từ lúc tham gia thị trường chục năm về trước. Trong suốt thập kỷ đầu tiên hoạt động, họ chẳng kiếm được đồng lãi nào. Những chú robot chạy pin này có thể đạt vận tốc 4 mét một giây, giao tiếp thông qua một hệ thống 4G tiên tiến, gần giống mạng điện thoại mà bạn sử dụng. Chúng có tải trọng 10 kg và có thể xử lý một đơn hàng với 50 món đồ chỉ trong vài phút. Những chú robot này được điều khiển bởi một hệ thống giống như cách người ta kiểm soát không lưu, và chúng có khả năng hoàn thành 65.000 đơn hàng trong vòng một tuần. Kroger, công ty đang nắm trong tay 2.800 siêu thị trên toàn nước Mỹ dưới nhiều tên gọi khác nhau, cho biết hãng đang có kế hoạch xây dựng 3 nhà kho tự động hóa tại Mỹ trong năm nay. Và con số này dự kiến sẽ tăng thêm 20 trong vòng vài năm tới. Việc giao hàng bằng robot đã được thử nghiệm. Các chuyên gia trong ngành này cho biết khâu giao hàng sẽ trở thành mắt xích đầu tiên của ngành công nghiệp bán lẻ được tự động hóa hoàn toàn. Ngay trung tâm thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ có một không gian trưng bày lúc nào cũng tấp nập du khách. Đó là khu bảo tàng về người Mỹ gốc Phi, giới thiệu tới du khách những thành công đặc biệt của người gốc Phi trong suốt chiều dài lịch sử nước Mỹ. Tới với không gian trưng bày này, du khách sẽ có cơ hội gặp lại những thần tượng thể thao một thời như Muhammad Ali, Tiger Woods, Michael Jordan, chị em nhà William
hay họ cũng có thể tìm hiểu về cuộc sống của những ngôi sao âm nhạc, ngôi sao Hollywood và truyền hình như Halle Berry, nữ diễn viên gốc Phi đầu tiên đoạt tượng vàng Oscar, nữ hoàng talk show truyền hình Oprah Winfrey. Du khách cũng có thể được xem lại những đoạn phim tài liệu hấp dẫn về cuộc đời của những ngôi sao nổi tiếng này. Tôi thấy đây là một không gian trưng bày thật tuyệt vời. Ở đây có tất cả những gì mà người Mỹ gốc Phi đã làm, đã thành công và đem lại những gì cho nước Mỹ ngày hôm nay. Người Mỹ gốc Phi cũng đã hy sinh rất nhiều trong tất cả các cuộc chiến có sự tham gia của nước Mỹ, từ cuộc chiến giành độc lập cuối thế kỷ thứ 18 cho tới hai cuộc đại chiến thế giới, rồi chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam và cho tới những cuộc chiến hiện nay tại khu vực Trung Đông. Người Mỹ gốc Phi còn tham gia vào hầu hết các công việc nặng nhọc và nhiều nguy hiểm trong suốt chiều dài lịch sử nước Mỹ như cứu hỏa, hầm mỏ, khai thác chế biến hào và nông nghiệp. Đó là những điều mà du khách sẽ có được những thông tin cụ thể khi tới với không gian trưng bày này. Đây thực sự là một bảo tàng rất thú vị, bởi nó kể cho chúng ta những câu chuyện không được phép lãng quên ở đây. Đó là câu chuyện về những gì mà người Mỹ gốc Phi đã phải trải qua trong lịch sử nước Mỹ. Trong đó có những thời kỳ tồi tệ nhất khi con người coi đồng loại như vật sở hữu. Đây là lần thứ hai tôi đến khu bảo tàng này và có thể sẽ phải tới đây lần thứ ba nữa, bởi đơn giản có quá nhiều thứ cần phải được tìm hiểu ở đây. Lịch sử nước Mỹ, một phần quan trọng, nằm ở đây. Đến với khu bảo tàng này, du khách cũng được khám phá những nét văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc của người gốc Phi ở Hoa Kỳ. Bảo tàng lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Phi mới được mở cửa vào tháng 9 năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhưng hiện tại là một trong những bảo tàng đông khách ghé thăm nhất tại khu quảng trường quốc gia trung tâm thủ đô Washington DC. Thậm chí nếu muốn ghé thăm, du khách sẽ phải vào website của bảo tàng để đăng ký nhận vé miễn phí trước, đặc biệt là trong dịp cuối tuần. Những giọt nước mắt này của Robert Huỳnh là để dành cho người anh trai Văn Số qua đời không lâu sau khi đặt chân tới Hoa Kỳ. Và nó cũng là những giọt nước mắt mà anh dành cho chính tương lai bất định của mình và cho người mẹ già năm nay đã hơn 80 tuổi. Robert Huỳnh nằm trong số 8.600 người Việt trong danh sách chờ bị trục xuất về Việt Nam của Sở Di trú Hoa Kỳ. Qua Mỹ năm 1984 cùng với mẹ và ba người anh chị em, Robert không thể ngờ rằng có một ngày anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tống trở lại đất nước mà những đứa con lai như anh từng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Không có ai nói cho mình biết là nếu mà mày mà không vô quá tình Mỹ á, sao này mà mày bị tội tình gì á, thì Mỹ nó sẽ trục xuất mình về Việt Nam. Nhưng mà lúc đó không ai nói gì chứ, với phần lúc đó mình nghĩ mình là con của Mỹ mà, cho nên mình nghĩ mình đâu có bị trục xuất đâu. Năm 2003, Robert bị bắt vì mua bán ma túy. Sau 3 năm thụ án, anh được thả. Nhưng theo luật pháp Mỹ, tư cách thường trú nhân của Robert bị hủy. Trong suốt một khoảng thời gian dài, những người như Robert vẫn sinh sống và làm việc bình thường, nhưng phải ra trình diện định kỳ để có thể lấy được giấy phép đi làm và bằng lái xe. Điều kiện tiên quyết để lệnh trục xuất được thực thi đó là sự đồng ý nhận lại người từ phía chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội có vẻ chẳng mặn mà gì nhận lại những khúc ruột nghìn dặm, có tiền án. Năm 2008, Hà Nội và Washington ký văn bản thỏa thuận, nêu rõ Việt Nam chỉ tiếp nhận những công dân qua Mỹ sau năm 1995. Nhưng khi Tổng thống Trump đắc cử, mọi thứ thay đổi 180 độ. Một số người Việt tới Mỹ trước năm 95 bắt đầu bị trục xuất. Theo giải thích của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Crittenbrink, thỏa thuận ký năm 2008 không có hiệu lực với những người Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995. Thỏa thuận này chỉ chính thức đề cập đến những người Mỹ đến sau năm 1995. Nó vạch ra một quy trình để xử lý những người này. Còn đối với những người đến trước năm 1995, thỏa thuận này không hề đề cập đến. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2017, thì bên ICE họ bước ra, họ đi, họ gom những cái người
qua trước hay sau 1995 không thành vấn đề nữa. Nhưng họ gom lại và bắt đầu họ coi như họ đưa những cái người này vào tù và đưa cái hồ sơ của những cái người này qua bên cho lãnh sự quán Việt Nam để mà coi lãnh sự quán Việt Nam sau khi duyệt hồ sơ có cấp cho họ một cái coi như cái nó gọi là cái travel permit đó, cái giấy quyền đi đi về Việt Nam. Và một khi lãnh sự quán Việt Nam cấp thì những cái người này họ sẽ phải đi về Việt Nam. Trong lần gần nhất ra trình diện, Robert bị ICE bắt giữ để chờ trục xuất. Và thay vì ngồi tù 3 đến 6 tháng như theo luật định, Robert bị giam tới hơn một năm trời. Chỉ biết ở trong đó thôi, không biết ngày nào ra, không biết có được ra hay không hay là bị trục xuất. Cứ nằm trong đó, nằm trong tăm tối gì không có câu trả lời. Trong lúc tuyệt vọng, Robert với vốn tiếng Việt trình độ tiểu học đã phải viết thư tay gửi tới các cơ sở ngoại giao của Việt Nam tại Mỹ để xin phía Việt Nam có văn bản trả lời về việc liệu có muốn nhận anh về nước hay không. Tiếng Việt của mình không có gần. Nhưng mà lúc đó mà Việt Nam mình học mới được tới lớp 3 là mình bị đuổi khỏi lớp rồi. Đó, nhưng mà ở trong đó là tới cái lúc đó là tới cái lúc cùng rồi. Là thư vụng về nhưng tha thiết đó không giúp Robert được tại ngoại, cho tới khi luật sư can thiệp khiếu nại trường hợp của anh ra tòa. Tuy vậy, anh vẫn hoàn toàn có thể bị ICE bắt trở lại trại giam bất cứ lúc nào. Chẳng hạn giờ em thiệt, em không biết nói sao, chỉ nói là biết, I'm so confused. Hôm nay, Robert gặp lại những người anh em cùng cảnh ngộ. Những người đàn ông này đã từng chia nhau gói mì, hộp cá trong trại giam của sở di trú. Và họ đều đang nằm trong danh sách chờ được trục xuất về Việt Nam. Em đánh lộn với chủ ở hồi thời em còn đi biển. Hồi trước nó phạm tội cướp, từ cái đó thì hồi nhỏ, thì bây giờ chúng kiểu mà mấy cái tội đó thì thấy nó quá hung ác đi. Một vài người trong số họ đã từng được phía Việt Nam phỏng vấn để cân nhắc việc có tiếp nhận hay không. Cái lần đầu thì họ không có, cũng bình thường, thì họ chỉ hỏi thân nhân bên Việt Nam có hay không vậy thôi. Và lần thứ hai thì họ nói bên chính quyền bên Mỹ ép Việt Nam qua đây phải nhận người về. Họ nói vậy nè, con qua nhà hàng xóm chơi mà con nghịch quá thì hàng xóm kêu bố mẹ qua dắt con về vậy thôi. Việt Nam bị Mỹ liệt vào dạng hàng xóm cứng đầu, tức là không muốn hợp tác trong việc nhận lại những đứa con hư. Điều này vô hình chung đẩy những người Việt đang chờ trục xuất rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thì mình cũng mới xin được việc làm, rồi nó bắt mình vô như vậy, rồi mình vừa ra lần thứ nhì á, mình cũng mới xin việc làm, mình làm được có một tháng rưỡi thôi. Rồi nó lại bắt mình vô lại, bắt ra bắt vô ba lần như vậy rồi, mình thấy mình sợ và ém ảnh lắm. Tôi không có bằng lòng, tôi không có nghĩ là con tôi bị trục xuất là vì con tôi nói là Mỹ. Đó như hình ba nó đây nè, con có một ông Mỹ mà. Người ta mang một tội mà người ta phải trả suốt một đời. Người nào cũng bất cứ làm lỗi hết á. Nhưng mà theo Kinh Thánh là người nào cũng được tha thứ. Chẳng lẽ Chúa tha thứ được nhưng mà người không tha thứ được sao? Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.